Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Dio ZX có cái màn lột xác đầy kinh hoàng của một dân chơi nước bạn. Anh em đã mới xe thì cái dòng xe nhỏ nhắn xinh xắn như thế này thì chắc chắn là biết rồi. Đó chính là cái chiếc Dio ZX. Mới đây một biker bên Thái đã lại rất nhiều cảm xúc chừng xem với cái chiếc Dio được lột xác toàn diện đẹp đến ma mị. Chúng ta cùng xem nhé. Xem tổng thể cái con chiến mã này so cho mình cái tầm màu đỏ chói ló đi cũng đó rất nhiều món đồ chơi kiển được các anh xe mang lại sự đẳng cấp cũng như hiệu năng hoạt động. Đồng hồ Nissin được thay thế bằng đồng hồ của Racing Carbon với màn hình LCD hiển thị những chức năng hiện đại, bởi đồng hồ sạch đẹp với lớp carbon. Mâm Nissin được thay thế bằng cái mâm AAS kích thước 12 inch, cấu tạo từ nhôm CC với kiểu dáng 5K GI là cực kỳ óng ánh với cái màu sắc vàng. Cây phục AACF sắc sảo giúp hạ lùng chiếc xe một cách nhẹ nhàng. Hệ thống phanh nâng cấp rất mạnh, đĩa đồ chơi kết hợp cùng heo xe 6 qua cái sự hỗ trợ của vách nhôm CC chuyên tải qua ZX. Ở đây ta thấy nhiều chi tiết dự nhám được phủ cái lớp carbon, trong đó chi tiết ốp các nước là đẹp nhất. Bên cạnh là cái bộ Titan cực đẹp bởi cái sự nghệ thuật của những người thợ. Cái bộ Titan đi cùng bầu hơi lon bộ carbon. Và ở đây ta thấy lốc máy được thiết kế lại độc hại theo cái cách chơi của bài cơ nước bạn. Suất đẹp ngỡ ngàng khiến người xem bất ngờ. Cái chiếc Suất bên dưới đây là phiên bản 50cc. Dòng xe này được sản xuất phục vụ nhu cầu là hàng ngày của học sinh, sinh viên chưa có bằng lái. Tuy nhiên chiếc xe vẫn được người chủ của nó cưng chiều đậu lại với những chi tiết đồ chơi rất bắt mắt, giúp con chiến mã thêm chút nổi bật. Dòng cho mình cái đèn C Halo trước kết hợp cùng với mặt nạ ba lỗ. Rổ trước của dòng Spark Nano Thái Lan lắp như zin dành cho những chiếc Suzuki Việt Nam mà không cần chế cháo một chi tiết nào. Ở dòng cho mình cùng hắn đồ chơi có kiểu dáng giống như cái mẫu Raceboy Costa. Tuy nhiên giá thành là hợp túi tiền nhưng chất lượng cũng rất tốt, nên được các dòng xe hiện nay là ưa chuộng. Ở dùm cho mình đồng hồ điện tử cho rất nhiều chức năng đo đạt ở những dòng xe ở dùm dễ dàng kiểm tra tình trạng hoạt động của xe. Bên phải ở dùm cho mình cái cụm on off và cụm tăng tốc đồ chơi đem lại cái độ thẩm mỹ và khả năng cốt ngắn hành trình trên chiếc xe để mà nhanh hơn. Nhìn xuống cái dàn chân ta thấy ngay người chủ ở dùm cho mình theo dầu Nissin Thái Lan 2 bit một bên, có mức giá hiện nay là khoảng 1 triệu đồng một con, phù hợp cho tất cả các dòng xe, chỉ cần làm cái phát lại là dùng được ngay. Bên cạnh đĩa kiểu Carbon kích thước 220 được bắt chặt cái mâm thông qua 4.5. Cái giảm thấp sau ở dùm cho mình cây phục Raceboy, một nhãn hiệu rất nổi tiếng của Malaysia, đem lại khả năng vận hành kim máy ổn định khi các bạn chạy đường xa hoặc là sóc. Lúc đó các bạn thấy rằng chiếc xe đã không bị giằng. Ở dùm Oppo Spark bỏ qua cho cái chiếc Suzuki và căn chỉnh chấm hàng rất kỳ công. Chèn chân ở dùm cho mình cái mâm Raceboy 5K phiên bản đĩa trước đùm sau, dành cho các dàn chân của Yamaha điển hình như Jupiter, Suzuki X4 135 4 số sử dụng mà không cần chế chở một chi tiết nhỏ nào. Cảm ơn các bạn đã đến đây. Kế tiếp nhớ like, subscribe.